Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư tôn đức, trưởng phái đoàn của Cao Lãnh Đồng Tháp. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử đi viếng chùa vào sáng hôm nay, thì chùa Pháp Tạng cũng rất là danh dự được chư tôn đức ghé thăm và quý Phật tử ở Đồng Tháp ghé thăm vào buổi sáng, và được sự chỉ dạy của chư tôn đức muốn thỉnh thầy có đôi lời pháp nhũ đối với quý Phật tử. Thì sáng nay quý Phật tử đã viếng Học viện Phật giáo Việt Nam và chùa Thanh Tâm, phải không? Tức là chùa Phật Cô Đơn á, là viếng hai nơi. Thực ra hai nơi đó là lớn nhất ở đây đó, không còn nơi nào lớn hơn chứ. Ở Học viện Phật giáo Việt Nam á là cơ sở 2, đi cơ sở 2 nhưng rất lớn, hoành tráng lắm, đang xây chánh điện á, là nói chung là lớn ở khu vực này. Còn chùa Thanh Tâm á là chùa Phật Cô Đơn á, là chùa rất nổi tiếng xưa nay rồi. Còn chỉ có chùa của thầy á là nhỏ nhỏ bé bé ở kế bên, nên á là nếu mà không có chùa, không có Học viện Phật giáo với chùa Thanh Tâm á thì quý vị Phật tử đâu có đến đây, mà không đến đây thì sao ghé chùa này. Nên chùa mình ăn theo cái núp bóng từ bi, nên đó là cũng được chư tôn đức quan tâm và quý Phật tử quan tâm. Tuy nhiên cái đó là sự thế gian thôi, nên mình đó, con người mình nhỏ bé tầm thường lắm, cho nên mình cũng phải có một cái chỗ nương, chỗ nương, chỗ tựa. Chứ mình không có chỗ nương tựa thì lại gió thổi mình bay à. Cho nên mình có chỗ nương tựa đó, ví dụ như cái núi, mình là núi đá, gió thổi ban đầu mình núp sau lưng nha, còn là bão tố mình núp sau lưng, còn nước dâng lên trèo lên núi, đúng không? Như vậy là chỗ nương tựa mình đó. Nên con người mình đó phải có chỗ nương tựa chắc chắn, mình mới vượt khỏi những cái nghiệp chướng phong ba phiền não. Con người mình đó là phải có niềm vui, nên là mình đó mới có thể tồn tại ở trên đời. Con người mình đó có phước báo, nên con người mình mới được an tâm mà sống. Và con người mình có tu thì con người mình đó là mới được cái cánh cửa giải thoát trong tương lai. Cho nên đó, cái thứ nhất á là mình phải cho chỗ nương tựa, cái thứ hai phải có niềm vui, cái thứ ba phải có phước báo, cái thứ tư phải có sự tu tập. Bốn cái điều này là không thể thiếu, thiếu một điều thì là chúng ta bị thiệt thòi trong cuộc sống. Cho nên đó, đầu tiên là chúng ta phải có chỗ nương tựa. Nương tựa nó có hai nơi, là chỗ thế gian và chỗ sức thế gian. Chỗ thế gian á thì nó dễ lung lay lắm. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật dạy thế giới này là vô thường mà, quốc độ nguy thí, cho nên á là nó thường hay lung lay, không chắc không bền. Động đất một cái nó sụp, gió bão một cái nó tiêu, và nước trôi lửa cháy là nó mất. Cho nên á không có gì tồn tại thế gian này hết. Dầu chúng ta nương tựa bất kỳ ai ở thế gian thì một ngày nào đó người ta cũng chết. Chúng ta nương tựa vào tài sản thì có 5 cái điều mất đi tài sản. Đó là lửa, là nước, là vật cướp, là con cái vợ chồng phá hoại, và bị nhà vua xung vào con quỷ. Cho nên có 5 cái để mà nương tựa tài sản mất đi. Và nếu chúng ta nương tựa vào con người á thì người ta thay tâm đổi tánh mình cũng tiêu. Bữa nay người ta thương mình, người ta giúp đỡ mình, ngày mai vì lý do nào đó ta hết thương thì cũng tiêu luôn. Rồi á là chúng ta nương tựa vào con cái, khi mà nó nhỏ lớn lên không nói gì, khi nó có vợ cái nó theo vợ nó này, khi có chồng theo chồng rồi mình cũng hụt hẫng luôn. Do đó mà nương tựa chắc ăn nhất mà bền chắc ăn nhất á là ta nương tựa vào sức thế gian, tức là nương tựa vào tam bảo á. Có nghĩa là cái lối về của mình đó là đi theo Phật, cái lối thực hành của mình đó là theo giáo pháp, còn ai chỉ dẫn cho mình đó là quý thầy. Đó là nương tựa tam bảo là gì đó. Cái lối về cuối cùng của mình đó là chỉ có Phật thôi. Có nghĩa là không ai có thể thương mình bằng Phật, không ai có thể cứu được mình như là Phật. Phật có đầy đủ quyền năng, đầy đủ trí tuệ và đầy đủ giáo pháp có thể ban truyền cho mình để cứu mình vượt khỏi tất cả cái khổ nạn ở trong thế gian và luân hồi sanh tử. Chỉ có Phật thôi. Pháp của Phật là con đường để mình thực hiện mình đi, và chư tăng là chỗ mình nương tựa hàng ngày để giúp đỡ cho mình. Như viếng chùa này là chư tăng nè, chứ không có chư tăng làm sao biết.
Không có chư tăng làm sao biết giáo pháp, không có chư tăng á làm sao mình có chỗ để quy y nương tựa. Do đó chỗ nương tựa chân thật nhất đó chính là Tam Bảo. Còn chỗ nương tựa thế gian là tùy duyên. Nương tựa thế gian nhớ là tùy duyên, mà nương tựa Tam Bảo mới là chắc nhất. Mình nhớ điều đó thôi nha, chứ mình không phải phủ nhận thế gian. Thế gian cũng phải nương tựa, cũng thể nương tựa vợ chồng con cái đó, có chỗ dựa. Không chỗ dựa lấy ai nuôi à, lúc tuổi già lấy ai bệnh ai nuôi chăm sóc à, là chén cơm bát nước. Cũng có chỗ nương tựa mà tùy duyên à. Tùy duyên nghĩa là gì? Đủ duyên tựa, hết duyên nó rút cái chỗ tựa mình khỏi té. Hiểu chưa? Còn á, là nếu mà mình ép duyên, có nghĩa là đủ duyên tựa, hết duyên á, thì mình ép cho người ta mình cũng tựa, nó lại đâm ra phiền não. À, ví dụ như ai chồng gì nó hết duyên cái người ta đi ra ngoài người ta coi dơ be, còn mình ở đây á, là mình khổ trăm bề, không hết duyên thôi à. À, ai đưa con sáo sang sông bay qua bay lại mắc công bay về bay đâu bay, à, mình ở đây theo Phật tu. À, ví dụ như vậy đó, tức là ở thế gian nương tựa thì là tùy duyên, nhưng mà người có trí tuệ á, ta nương tựa vào Tam Bảo mới là chỗ nương tựa chân thật nhất. Còn thế gian tùy duyên thôi, hữu duyên đến hữu duyên đi, chư pháp tùng duyên sanh chư pháp tùng duyên diệt, có đến có đi đó là chuyện bình thường sanh diệt ở thế gian này thôi, chứ không có gì khác hơn hết á. Thế gian này xuất hiện và biến mất là thế gian này, gọi là thế gian sanh diệt là gì đó, xuất hiện và biến mất. Mình cũng vậy nữa, mình xuất hiện cuộc đời này và một ngày nào đó mình cũng biến mất đi. Cho nên thế gian không bền không chắc, chỉ có nương tựa sơ sơ cho vui thôi. Ai mà lỡ mà rút cái chỗ tựa, tức là rút ghế mình ngồi xuống, mình có té cũng đừng có than, đừng có buồn, đừng có sầu, đừng có quán, đừng có trách, đó cũng là duyên thôi. Có duyên đến hết duyên đi, nếu kéo mà chi cho đời đau khổ. Do đó thôi kệ đi, ở trên đời chúng ta trở về với Phật nên mình quy y Tam Bảo, mình mới tu hành, mình đi chùa mình mới lại Phật, mình mới học Phật, mình mới tu. Đó là chúng ta nương tựa Tam Bảo, đó là cái pháp đó là không thể thiếu nha, là pháp nương tựa. Cái thứ hai nữa là pháp vui, có nghĩa là thế gian này sống không phải nhờ niềm vui, không niềm vui là sống không được đâu. Do đó mà mình muốn có niềm vui ở thế gian này thì là mình phải hoan hỷ. Nếu mà ở thế gian này mình không hoan hỷ là không có niềm vui đâu. À, quý vị, nên đó người ta gọi là như sư phụ chánh thường hay dạy về cái mà bao dung bung dao đó, mà ai cũng cười trên đó, có nghĩa là lòng bao dung độ lượng quan hỷ, không những giúp đỡ người ta mà giúp đỡ chính mình. Mình có lòng bao dung, có tâm quan hỷ, có rộng lượng đó thì mình lúc nào cũng vui chứ. Còn người mà không có lòng bao dung á, người á mà không có tâm rộng lượng á, người không tâm quan hỷ á, mới chấp cái này chấp cái kia, đổ thừa cái nọ, toàn là đổ họ đổ thừa không à. Ở trên đời nên lại mặt mình á, mình nhìn vô mình thấy lúc nào mình cũng băng hăng bó hó chứ, lúc nào á mình cũng ghìm ghìm với người ta chứ, lúc nào á mình á là cũng là không có được thoải mái chứ. Nhưng cái niềm vui cái gốc á là nằm trong tâm, cái ngọn là sự giải trí. Trong cái niềm vui đó, thứ nhất á là có cái để giải trí, cái thứ hai có nơi chia sẻ mới có niềm vui trong cuộc đời á. Như vậy á, mình giải trí là giải trí cái gì? Nó vui có người chọn chơi điện tử, người hát karaoke, người chọn đi chùa, người thì chọn đi du lịch, vân vân. Như vậy chọn niềm vui nào mà để lại ít hậu quả chừng nào tốt đó, cái người trí tuệ á. Ví dụ niềm vui đánh bài nhậu để lại hậu quả thiếu nợ bệnh gan, cái gì như không rồi, đúng không? Như vậy mình chọn niềm vui nào? Đi chùa vừa có phước, phải không? Vừa biết được Phật pháp, vừa gieo duyên lành, thấy không? Cái đó là niềm vui đó, những cái niềm vui mà để ít hậu quả và có những niềm vui mang lại lợi ích nữa. Ví dụ như niềm vui đi phóng sanh, niềm vui đi tụng kinh, niềm vui đi học pháp, vân vân. Thì những cái niềm vui mà không để lại hậu quả hoặc để lại ít hậu quả, hoặc giả là nó sẽ đem lại được cái lợi ích gì cho mình nữa, thì cái đó chính là cái niềm vui bền vững. Bây giờ không? Trên đời này có nhiều niềm vui lắm, có nhiều người chọn niềm vui, có vợ bé cũng vui gì, hiểu chưa? Nhưng mà để hoặc lại hậu quả cái nào, mới bữa nay cách đây mấy bữa nè, con kia không có vợ bé, rồi vợ lớn không hay được cái 21 ngày không ăn, 21 ngày 3 tuần không ăn không ngủ, xuống 17 kg. Rồi đó sợ vợ chết mới dẫn tới chùa thầy quá giải dụm thầy, bởi vì gây hậu quả bên ngoài đem vô chùa thầy quá giải dụm. Chứ sao vợ 21 ngày không ăn mà xuống tới 17 kg. Cái có cô Phật tử đi chùa nè, cổ mới nghe xuống 17 kg, cổ là sao vậy, sao xuống tới 17 kg,
Đó, sao vậy? Cô kêu cổ mới nói là ông chồng có vợ bé, giờ 21 ngày em không ăn, em không ngủ, giờ xuống 17 kg. Đó, trời, chỉ tôi cách coi, tôi uống thuốc quá trời luôn mà xuống được có 1 kg à. Mà giờ mà chỉ có 3 tuần mà xuống 17 kg, chỉ tôi cách coi. Người ta khổ muốn chết luôn á, mà đó mà chỉ cách giảm cân. Người ta đang khổ, tự nhiên ta không ăn không uống giảm cân, chứ đâu phải tự nhiên ta có phương pháp giảm cân. Mà cổ sớm sát ngang hỏi cách nào giảm cân nha, giảm 17 kg, cổ mê quá trời, mà nhìn thấy cứ tướng cổ cũng mà mê phải rồi, nguyên cái thùng phi lăn không. Do đó cổ nghe cái là cổ sáng được mắt. Cho nên đó là mình đó chọn cái niềm vui nào mà không để lại hậu quả, hoặc giả là đem lại lợi ích nè, cho mình chọn cái niềm vui đó. Cái thứ hai nữa, có chỗ chia sẻ, biết chỗ chia sẻ không? Coi vậy chứ mình phải có bạn, tu có bạn có bè, có anh có em, có nơi để chia sẻ những cái niềm đau, những cái khổ tâm, những cái uất trong lòng á, mình phải chia sẻ. Không chia sẻ là mình bị chết trầm cảm đó. Con người không có niềm vui, không có chỗ chia sẻ dễ bị chết trầm cảm lắm. Cho nên đó, mình chia sẻ chỗ nào mình tin là mình chia sẻ, chỗ cái gì tạo được niềm vui mà không có gây hậu quả thì chúng ta tạo niềm vui ở nơi đó. Nhưng mà cái niềm vui mà lớn nhất là chính là cái tâm mình tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta, niềm vui lớn nhất. Nếu mà mình tha được cho người ta đó là như người ta tha cho mình hoan hỷ được cho người ta đó, tâm mình nó nhẹ, cái đó là niềm vui lớn nhất đó. Còn niềm vui mình chia sẻ yêu thương nha, rồi cái niềm vui á mình giải trí nha. Có nhiều người á thích đi nhậu vui, nên có nhầm người ta đi làm hồ về chiều người ta đi nhậu, bây giờ không cho, vợ không cho mấy bữa ông làm không nổi. Là tại sao không có niềm vui không làm không nổi? Cho nên vợ cũng cho, mà nhậu giết bị bệnh gan, thấy không? Nên đó, có nhiều người chọn niềm vui này, chọn niềm vui nọ, chỗ chia sẻ chỗ này, chia sẻ chỗ nọ. Nhưng mà mình, cái gốc của niềm vui là chỗ quan hỷ. Có nghĩa là ở trên đời này cái gì xảy ra không biết, thôi kệ nó đi nha. Tất cả trên đời đều có nhân có duyên của nó, thôi chấp để làm gì, hiểu không? Mình buồn người ta, mình cũng đâu lên được ký nào. Mình giận người ta, mình đâu được lợi ích gì, làm cho mình gây phiền não nhiều cho mình mà thôi. Do đó mà người ta sanh tâm hoan hỷ để tạo niềm vui. Đó là cái thứ hai. Nếu gặp gì mình cũng hoan hỷ hết, thôi kệ đi, hoan hỷ là lắp kệ trên tường đó nha. Để làm chi? Để đi kinh Phật, để thờ Phật nha. Ai nói gì kệ, ai nói gì kệ, nói gì kệ, nói gì kệ. Là niềm vui hoan hỷ là lắp kệ trên tường, thấy không? Ai nói gì kệ, lắp đầy nhà chân á. Kệ thờ Phật, kệ thờ kinh đó à, thấy không? Kệ là gì? Là nhẫn, là nhịn, là nín là thôi đó. Ai nói nhẫn, ai nói nhịn, không phải thua. Nhịn khác cái thua. Thua là đánh lộn thua người ta. Còn nhịn là mình chiến thắng được tâm phiền não. Nhớ, một người nhịn là chiến thắng tâm phiền não. Còn đánh lộn thua là mình yếu sức khỏe mà thôi, hiểu không? Còn mà nhịn là chiến thắng tâm phiền não. Nên cái người nhịn được mới là người dũng sĩ. Cái người nhẫn được mới là người dũng sĩ, chứ không phải là người đánh người ta thắng là dũng sĩ đâu. Đánh ta thắng, mai mốt mình bệnh, mình ốm yếu, người ta đánh lại cũng tiêu à. Ta chờ, hiểu không? Bây giờ mình thắng người ta rồi, mình mập, mình thắng người ta, phải không? Mai mốt đợi đi, đợi mình đang lúc bệnh đó là nó quánh, nó trả thù, cũng thua vậy, đúng không? Cái người mà nhẫn nhịn được người khác là người chiến thắng được tâm sân giận của mình, người đó mới chính là người dũng sĩ. Nên ở trong Kinh Pháp Cú á, Đức Phật dạy thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình, thấy không? Chính cái tâm xấu ác của mình nó mới là kẻ thù thật sự của mình. Nên có một vị thiền giả đó, ông mới làm 4 câu thơ. Ông nói là cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù, giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Cái đó là tâm ác của mình đó, nó là kẻ thù của mình. Mình làm ác á thì đưa xuống, mình làm thiện á thì nó đưa lên, tâm ác á thì nó bay qua lên, rồi nó tụt xuống, tâm thiện bay lên bay luôn. Do đó mà cái gì cũng vậy, chứ mình muốn làm gì đó mình mới nghĩ tới thiện ác. Ở ngoài thiện á là nói lời tốt, hành động tốt. Ở ngoài ác là nói lời làm ta khổ và hành động làm cho người ta khổ. Còn ở trong tâm mình á, thiện là những tâm tốt đẹp như tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm thiền, tâm định, tâm giải thoát, tâm niệm Phật. Còn tâm ác là tâm tham lam, giận hờn, ghét ghen, sân si. Đó là chính là tâm ác ở phía trong tâm mình. Nên người ta tu, người ta giữ lại tâm thiện mà người ta bỏ đi các cái tâm ác. Cho nên á, cái phần thứ ba để làm cho mình chắc chắn trong cuộc đời này á, là nên đi giúp đỡ người ta. Giúp đỡ người ta là giúp đỡ mình đó. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt ai.
Cho nên mình làm thiện á thì trời Phật ban cho mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm. Mình làm thiện một chút xíu thôi, bắt đầu á là ở trong cái sổ mà Tây Phương Cực Lạc á, ta ghi trong chẩm á. À, này làm thiện bữa nay nè, ở đây đi chùa phải không? À, cúng dường chùa à, Thanh Tâm phải không? Cúng một viện phải không? Rồi đi thính pháp nữa nghe không? Bữa nay đi chùa phải không? Đóng tiền xe á thì có nhiêu đó không? Nhưng mà cúng dường nhiêu đó phải không? Mà cái tiền cúng dường á, tiền xe cái như bỏ, mà tiền cúng dường sanh ca phước, nó lợi tiền xe. À, dù như á là tiền xe 200, tiền cúng dường có 50 thôi, mà bắt đầu nó sanh ra nha, bỏ ống mà bỏ ống ngân hàng Tây Phương nó sanh ra ào 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 ào, qua tới kiếm sao mình kiếm 5 tỷ trong lúc tiền xe tốn 200, cái nào lời? À, thấy không? Đó, ta phải tính vậy chứ, mình phải tính dữ lắm, mình phải tính cho nó. À, như vậy á thì khi mà mình đi chùa đó, mình cúng dường, mình bố thí, mình chia sẻ yêu thương, phước nó sanh ra là ở chỗ tốn tiền và chỗ không tốn tiền. Cái chỗ tốn tiền á là mình cho tài sản vật chất cho người khác, còn chỗ không tốn tiền là mình cho cái gì nó thuộc về sở hữu của mình mà không phải tiền. Ví dụ cho người ta lời nói người ta hài lòng, đó là phước không tốn tiền. Dùng công sức giúp đỡ người ta là phước không tốn tiền. Hiến máu nhân đạo là phước không tốn tiền. Nói đó, mình đi mình cảm ơn người ta một cái ta hài lòng cũng phước đó. Xin lỗi cái ta hài lòng cũng phước đó. Mình nói lời yêu thương cũng là phước đó. Rồi á là mình nói lời chân thật cũng là phước đó. Rồi á là chúng ta nói cho người ta hài lòng cũng là phước đó. Hoặc là khuyên răn người ta, những cái người mà người ta khó khăn á, những người mà người ta bị sốc á, bị stress, bị trầm cảm đó, mình khuyên răn người ta, đó cũng là phước đó. Ví dụ như người ta mới bị giật hụi, rồi người ta buồn quá trời luôn, ta giở tay không nổi, người ta đi không nổi, mình lại mình khuyên là trên đời này á, cái gì cũng nhân quả. Trên cái kiếp trước mình cũng giật người ta dữ lắm đó, thôi giờ người ta giật lại mình, thôi bỏ đi em ơi, đi chị đi chùa đi không, mình làm lại phước lên cho có cái phước báo. Chứ bây giờ á, mà mình sầu khổ buồn thương oán giận cũng không giúp được gì cho mình, mà mình còn bị suy kiệt á, sức khỏe á, còn ai lo cho chồng cho con, ai lo cho cha cho mẹ. Mình nói hồi cái ta dơi đi nỗi lòng, thì cái lời của mình nói làm cho người ta bớt đi sầu thương oán giận cũng sanh ra phước. Rồi mình nhường người ta, lên xe mình nhường, ai mà mửa, ai già cho ra trước, chứ nào thanh niên dành ghế trước, chân bà già ngồi sau không, tổn phước. Thấy chưa? Nó lên xe nhường ghế nha, trên xe có dành ghế không? Cái màn lên xe dành ghế dữ lắm nha. Ghế trước, ghế sau, rồi chọt qua, chọt lại, làm quý thầy dẫn đoàn nhầm khi cũng khó nói nên lời. Thấy chưa? Cho nên nằm khi người ta có vé trước hết à, nhưng mà có vé trước thì vé, nhưng mà mình nhường là mình nhường được phước lắm. Thấy người nằm mửa quá cho lên ngồi trên, thấy người nào mà già cả ốm đau bệnh tật á, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con đó. Thấy không? Mình nhường người ta đi, mình ngồi tuốt mà sao đi kể đó, người tuốt sao á, nhầm khi á là cái xe nó dằn bay lên bay xuống giống hệt như mình đi tàu lượn vậy đó, thấy không? Mà khỏi tốn tiền, thấy không? Thay vì mình vô công viên á, mình vô tàu lượn nó nhảy lên nhảy xuống, mình phải mua vé. Còn giờ mua vé xe vừa đi vừa ngồi tàu lượn ngon chưa? Đó, cứ ngồi tàu lượn lượn lên lượn xuống, dằn lên dằn xuống, bữa giống hệt như đi công viên mà là tàu lượn như thôi chứ có làm sao đâu. Nhưng mình nhường cho người ta phước dữ lắm. Nhường cho người ta là chúng ta vượt qua được cái tánh ích kỷ của bản thân mình. Mỗi ai cũng có ích kỷ. Ích kỷ là ích là lợi ích, kỷ là mình tiếng Hán á, là lợi ích cho riêng cá nhân mình. Mà lợi ích cho riêng cá nhân mình là mình thủ tiêu phước báo. Lợi ích cho tha nhân, tha là người khác, chữ tha là người khác đó, thì là phước báo sự tăng trưởng. Nên làm gì làm nha, mình giúp đỡ cho người ta thì phước báo tăng trưởng, mà mình lấy của người ta mà phước báo mình giảm xuống. Nên tổn phước bằng cách xài, bằng cách ăn cắp trộm của người ta, tổn phước, làm cho người ta khổ tổn đức. Nên hai này thôi đừng làm nha, làm cho ta khổ tổn đức nha. Nên nguyện với Phật á, là từ đây về sau con không có dám làm khổ ai hết trơn nha. Nhất là mấy chú đẹp đẹp trai đó, hay làm khổ người ta lắm. Đó, chân chú dưới đó đó, thấy không? Nhìn thấy tướng là đẹp cỡ đó, thế nào cũng có làm khổ một ai đó, thấy không? Cho nên mình phải nguyện, phải không? Nguyện với mười phương chư Phật cho Đại Bồ Tát, từ đây trở về sau con tu hành rồi, con theo Phật rồi, con không có làm khổ bất kỳ ai trên đời chứ nha. Từ trẻ tới già, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống dưới nước, trên cạn, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới gặp con là mát mẻ, sạch sẽ, ngon lành, không có khổ đau hết. Nên gặp mình ai mình cười chứ nha. Mình là ban niềm vui người khác thiệt chứ. Cái nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ à. Mình gặp ai mình cười, cười thân thiện, ai gặp ai mình cười, cái chừng là người ta thích lắm. Thì có người ta an tâm lắm khi mình gặp ai mỉm cười hết trơn á. Còn mà
mình gặp ai mình cũng mặt dặn mày dày, mình nhăn nhăn nhó nhó, người ta thấy mình ta giỡn ốc mà. Người ta thấy mình ta không có gọi là không có vui, cho nên không sanh ra được phước. Nên phước giống hệt vàng mà ở trong cát, như mình đãi ra, mình quay ra có phước, quay lại có phước. Ví dụ như cái cô đó, cô ngồi xe lăn chút xíu đẩy cổ lên, xương phong đẩy lên, phước nó bơm vô ào ào như bơm bách xi xe vậy. Nha, ào ào thiệt chứ. Nên mình làm phước nha, nó sẽ đôn qua kết trái. Cái người mà làm phước, làm phước càng nhiều chừng nào á, giống hệt như dâu mà nó trúng mùa mà dâu xanh á, chỗ gầm néo cây chứ nha. Ở Đồng Tháp á, là có cái trái chà là đó. Thấy không? Chà là chỗ ra mà vàng vàng mà néo cây chừng đó, đó là phước đó. Phước nó chỗ ra cái đó đó. Còn ví dụ như á, mình làm liên tục mà mình làm nhiều, ngày nào cũng làm thì phước nó đầy cây cho nó quằn muốn gãy nhánh. Còn lâu lâu mình làm lần á, giống như trái cây mà nó chín héo vậy, lâu lâu mới có một trái thưa thưa thưa, trái sơ ri mà nghịch mùa đó, kiếm một trái đỏ mắt luôn đó. Cái đó làm phước ít nha, lâu lâu mới làm lần á. Vẫn ở chùa người ta xây dựng, ở nhà tính cúng 1 triệu, đi giữa đường đó thôi cúng 500 thôi, rồi tới chỗ ghi sổ cúng 20 ngàn rồi xong. Vợ cái gì đó là xe ri nghịch mùa đó, kiếm một trái kiếm không ra đó. Còn bây giờ ví dụ như ở nhà nha, mình nghĩ đi bữa nay đi chùa cúng 200, chùa khởi công xây dựng nha, nhưng mà lại đó cúng 2 triệu rồi bắt đầu cái cây nó chỗ mà quằn lá mà quằn nhánh hết trơn á, mà chỗ mà nó chịu nổi luôn á, do đó phải phước báo y chang vậy đó. Đạo lý ở đời y chang vậy, nơi mình làm gì mình cũng thủ phước. Cho nên á, mình hãy cúng dường bố thí giúp đỡ người khác, và ăn uống xài mặc ít ít thôi, đừng có ăn nữa bỏ nữa, mặc quần áo 5-10 bộ thôi, nào cả 100 bộ cũng bỏ luôn, dép cái mấy chục đôi có mang gì đâu. Ví dụ nha, vừa đủ thôi, hiểu không? Vừa no đủ ấm đèo bồng mà chi dư dư một chút được rồi, đừng dư dựng dư quá. Thấy người nào mà mặc sáng sáng mà nghe là toàn là sắm đồ dữ lắm á, rồi gọi là bệnh siêu thị. Bây giờ ra cái bệnh siêu thị mua đồ về mà không xài, vô ngứa mắt mua mua mà đẩy cái xe ra nó muốn gãy cái xe của người ta luôn á, mà về nhà không xài vậy chừng á tổn phước. Mua nhiều đi cho người ta cũng được, chứ mua nhiều để nhà chật chỗ mà tổn phước mình nữa. Giờ đó mua đủ thôi, đủ ăn đủ mặc đủ xài đủ đủ thôi, còn dư mình nhà chia sẻ yêu thương cho người khác để sanh ra phước báo nha, để nó bớt đi cái bệnh gọi là bệnh siêu thị á. Có cô Phật tử lại tới đây nè, cổ khoe cổ lại nói thiệt á thầy á, con nói một câu nè, chồng con không có dám trả lời, nói ổng im re không dám trả lời, là trời có quy dữ ha. Bữa sau á gặp ông chồng cái hỏi á, là sao chú sợ vợ thì sợ dữ gì, nói câu nào cũng im re chứ có thiệt không? Là thiệt thầy ơi, vợ con nói con im re không có dám trả lời gì hết trơn á, làm trai cho đáng thân trai, vợ kêu phải dạ bẩm bà anh đi. Hỏi sao kỳ vậy? Nói là thầy ơi, vợ con bị bệnh. Hỏi bệnh gì? Là mỗi khi nó giận con á, nó đi siêu thị nó mua 1 lần mấy chục triệu không à, con làm muốn chết luôn á, con làm hồ 1 tháng có 14-15 triệu à, mà nó mua 1 lần 30 triệu, nó giận cái đi siêu thị mua 30 triệu, hỏi ai trả tiền? Con trả chứ ai. Nên từ đó về sau vợ nói câu nào dạ câu đó, không có dám cãi lại cái đi siêu thị. Buồn quá, đi siêu thị mua 1 lần 30 triệu, con làm 2 tháng muốn chết nhỏ luôn. Do đó về từ đó sao vợ nói câu nào là im re phăng phắc khỏi đi siêu thị, sợ cái nhiêu đó đó. Cho nên đó là điều thứ ba mà Phật tử là cần làm để củng cố trong cuộc đời của mình. Còn điều thứ tư mới là quan trọng nhất nè. Điều thứ tư á, có tu, cái người có tu thoát khỏi tù tam giới. Cái người có tu ông bà kiếp trước có tu, ngày sau con cháu giống dụ nghênh ngang, không ta đây rèn đức mà có tu, ngày sau từ cực lạc muôn thu được nhờ. Tu đi đừng có chờ giờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Thấy cái gì đó, chứ người nào mà có tu một cái nhắm mắt một cái đó, Tây Phương Cực Lạc phóng đạo hào quang rước nha. Ít gì nếu mà có phước á, là chư thiên á cầm dù lọng xuống rước đi nha. Còn mà là ít chút nữa đó thì sanh ra thế gian này nè, sanh ra là chuyển nhà liền, chuyển hộ khẩu liền. Người mà nghèo mà tu tập á, sanh ra kiếp sau con vua, con chúa, con quan không. Bây giờ đi xe hai cẳng hăng cải lộ bộ muốn chết luôn, lúc đó đi xe hơi không. Vàng mà đeo mà tới khum lưng luôn đó. Đeo vàng mà đeo không nổi luôn đó, giống thịt như vác lúa vậy đó, xung quanh đó vàng toàn là vàng không, vàng 24 không, mà vàng giờ lên giá nữa chứ.
À, do đó là người biết tu đó, người có tu đó. À, người có tu đâu cần gì nhiều đâu. Thọ tam quy ngũ giới, ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cụ nhân và phúc tập tu nguyện cầu thôi, chứ có gì đâu, thấy không? Rồi mình sửa tâm sửa tánh của mình. Đó, người tu á là biết sửa tâm sửa tánh của mình. À, ai nói mình nhịn, nếu mình sân quá mình niệm Phật cho tan sân, mình á, hờn quá niệm Phật cho nó tan hờn, ghen quá niệm Phật cho nó tan ghen. Vậy đó là người biết tu đó. Người biết tu là người biết quá giải tâm ác của mình. Người biết tu là người biết quá giải lời nói ác của mình. Người biết tu là người biết quá giải hành động ác của mình. Người biết tu là người biết cúng dường bố thí hộ trì tam bảo. Nó đơn giản vậy thôi à. Cho nên người biết tu á, nói ra cái là ta biết người tu liền, nói ra cái là mô Phật. Còn người không biết tu nói chữ thề, thấy chưa? Đó, người biết tu đó là nói mình trao chia cái lời nói của mình, nói cho nhẹ nhàng, im ái, lễ độ, lịch sự, người ta nghe mát lòng mát dạ liền. Quý vị á, có bao giờ mình lại á, gặp thượng vị thiên tọa, vị hòa thượng này, có bao giờ nạt nộ lớn không? Có không? Có bao giờ đập bàn đập ghế không? Có bao giờ nạt nộ mình không? Không phải không? Là tại vì người ta rèn luyện, người ta tu. Mà người ta tu cái miệng. Tu miệng là tu lời nói đâu mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, phải không? Lời nói á là không là gió, mà làm sao cho lòng đau gì có bài thơ đó đó. Cho nên cái lời nói mình nguy hiểm lắm, lời nói mình tạo nghiệp, cho nên nguy hiểm lắm. Nên mình nói cái gì đó mình phải vẽ miệng mình. Nên trong cái cuốn sách đó nó ghi là Đức Khổng Tử đi vào cái miếu, thấy cái người đàn bà, vẽ hình người đàn bà bị kẹp 7 cái kẹp ở trên miệng. Cái mấy đệ tử mới hỏi thưa sư phụ, sao mà kẹp miệng đàn bà mà không kẹp miệng đàn ông? Cái Khổng Tử nói là tại đàn bà nói nhiều con ơi. Là bà nói nhiều mà sao kẹp tới 7 cái kẹp? Cái Khổng Tử mới nói là tại vì nói nhiều quá, nên mỗi khi nói cái lời nói ra đó là mình phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Đây là một bài học thông qua hình ảnh mà không có lời. Cho nên á, nói vậy thôi, chứ đàn ông cũng nói nhiều như thường, nhưng mà vẽ thì lại vẽ miệng của người đàn bà. Nên mai mốt mình có qua cái miếu đó, mình bổ sung thêm người đàn ông kẹp 7 kẹp tiếp ha, cho nó đều. Bên đây ông kẹp 7 kẹp, bên đây người phụ nữ kẹp 7 kẹp, chứ làm gì phụ nữ ta dùng lên sao? Nên ta lên đối xử gì kỳ, nó đối xử không công bằng à, phải không? Nó tự nhiên nữ người ta kẹp 7 kẹp, nam không có kẹp cái nào, nên vẽ hai hình, phải không? Yêu cầu, nhưng mà giờ xa xưa quá không biết cái miếu nó nằm chỗ nào. Bữa nào đi qua bên ấy, bên China bên đó, coi cái miếu nằm chỗ nào, còn mình coi kẹp 7 kẹp. Cho nên á, là mỗi khi mình nói ra đó, mình phải uống lưỡi 7 lần. Uống lưỡi 7 lần là một cái hình ảnh để diễn lý mà thôi. Có nghĩa là trước khi lời nói ra phải suy nghĩ trước sau cặn kẽ, gọi là uống lưỡi 7 lần. Chứ đừng có trước khi nói lẹ lưỡi ra uống qua uống lại uống tới, rồi nói ra cái chất quớt cũng như không, phải không? Uống lưỡi 7 lần có nghĩa là suy nghĩ trước khi nói. Người ta ý người ta nói gì đó. Nên đó, mình nói gì mình suy nghĩ cảm giác ta. Mình nói gì cảm giác ta làm sao? Ví dụ như mình chửi người ta cái cảm giác ta làm sao? Mà muốn biết cảm giác ta làm sao vậy ạ? Cả trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy á, chỉ cần đổi chỗ thôi à. Mình đổi mình với người ta, dù mình chửi người ta, đổi mình bị người ta chửi, mình đánh người ta, đổi mình bị người ta đánh, mình đánh đánh ghen người ta, đổi mình bị người ta đánh ghen thì sao? Do đó mình có chịu những cái đó không? Nếu mình không chịu những cái đó thì mình đừng có làm cái đó đối với người khác. Đó là một người trí tuệ thông minh. Mình không chịu người ta chửi thì đừng chửi người ta. Mình không chịu người ta đánh thì đừng đánh người ta. Mình không chịu người ta lừa đảo thì đừng lừa đảo người ta. Mình không chịu người ta vũ phu với mình thì đừng có vũ phu với người ta. Mình không chịu người ta nói bậy với mình thì đừng có nói bậy với người ta. Mình không chịu người ta cấp đồ mình thì mình đừng có cấp đồ người ta. Mình không chịu là người ta lấy vợ mình thì đừng đi lấy vợ người ta. Quý vị hiểu đó không? Có nghĩa là quán đổi kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy gì đó. Thì là mình biết liền mình phải nên làm cái gì, nên nói cái gì. Cho khi những cái gì mà tác động vào môi trường xung quanh thì mình phải suy nghĩ đến cái cảm giác của người ta lúc này như thế nào. Cái cảm giác đó là cái dòng cảm thọ sanh khởi khi chúng ta tác động vào môi trường xung quanh. Cảm thọ có lạc khổ cũng làm khổ, đó là cảm giác của lòng. Không ai muốn cảm giác khổ chứ, ta muốn cảm giác vui à. Như vậy thì mình làm gì cho người ta vui đi, mình nói gì cho người ta vui đi, mình làm cho người ta vui đi. Tết muốn làm cho người ta vui mình làm sao? Chúc Tết và lì xì, đúng chưa? Như vậy thì cái miệng mình chúc Tết có nghĩa là nói những lời tốt đẹp. Lì xì nghĩa là gì? Cho người ta quyền lợi, đúng chưa? Như vậy thì người ta chỉ cần nói lời tốt đẹp và quyền lợi cho người ta thôi, ai cũng vui, tin không?
À, nên mình muốn về nhà, mình muốn làm vui cho mọi người xung quanh, chỉ cần một hai câu chúc tốt đẹp và tặng quà là xong. Hiểu không? Đó là cái mà là thấy gì muốn cho mẹ mình vui thì đi chùa nè, gặp gì mua đem về cho đi. Hiểu không? Rồi nói là chúc mẹ mấy câu đó, khen. Trời ơi mẹ, cấp này đẹp quá. Đó, tao già muốn chết, đẹp gì? Già cũng đẹp già chứ mẹ. Rồi đó, mình vuốt vô thì tự nhiên ta vui gì đâu. Tự nhiên ta sẽ rụng răng, là trời ơi rụng răng sao xấu dữ ta này nọ, là thôi rồi đó nghe. Nhưng mà mai mốt á, mình lỡ có ai chê mình xấu á, ai chê mình già xấu á, là trời ơi sao cấp này già xấu dữ vậy đó. Mày là con mai mốt không biết có được già như tao không mà nghe, hay là mày chết trước á. Nghe chưa? Nên già phải xấu chứ làm sao, phải không? Người nào muốn sống tới già cũng đây khó, đúng không? Cho nên á, người nào mà chê mình già xấu thôi kệ đi. À, quý vị mình nói xấu dễ tu, à, đẹp quá khó tu. Nhưng mà lỡ mình có đẹp thiệt, à, thì người ta mới khen mình đẹp, à, là ai cũng nói vậy hết. Vậy là được rồi, chứ có là sao đâu. Cho nên đó là mình đó phải làm lành làm phước bố thí. Rồi cái tu tập là cái gốc của vấn đề, à, nên ai làm gì làm đừng có bỏ tu. Tại vì tu nó là cái gốc, mình bỏ gốc thì ngọn nó chết, à, cho nên ai làm gì làm cũng phải có niệm Phật, ai làm gì làm cũng phải có lại Phật, ai làm gì làm á cũng phải có trì chú, phải có tụng kinh. Tu thì có nhiều hạnh khác nhau. Ai muốn tu á, à, bình thường, à, thì tu phước tu tâm. Rồi ai muốn tu á là giải thoát, tu thiền tu định. Ai muốn tu giảng sanh tu niệm Phật. Ai muốn tu gì tu, à, miễn có tu được rồi. Không có pháp nào hay hơn pháp nào, chứ pháp nào cũng của Phật không à. Pháp hay là chỗ mình hành pháp đắc được pháp là pháp hay, chứ không phải là cái pháp nào hay. Không phải cái xuồng nó hay hơn cái cầu. Ví dụ như có tiền bắt cầu, có tiền lấy bắt cầu, mà sông lớn quá sao bắt, phải nhờ xuồng. Xuồng á thì cái ghe ngon hơn chiếc xuồng không? Cái ghe ngon hơn, chạy chậm hơn, xuồng chở ít mà chạy nhanh hơn. Đó, cái nào cũng có cái hay cái dở chứ, phải không? Pháp nào cũng vậy, biết sử dụng tốt thì pháp đó nó hiển dương được chân lý của Đức Phật hiển bày. Còn chúng ta không sử dụng tốt thì không hiển dương được chân lý Đức Phật hiển bày. Vậy thôi, chứ còn sao đâu. Cho nên nè quý vị, chúng ta tu niệm Phật cũng được, tu thiền cũng được, à, tu mật cũng được, không sao cả. Nhưng mà ngày nào cũng phải có tu, lúc nào cũng có tu, à, tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu mà tu đó, vậy thì mới nhanh, à, cho nên đó mình đó ở đâu tu đó, ngồi đây cái mình niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, à, dình câu lục tự Di Đà, trần gian ráng niệm cho mà rành đi. Chữ Nam á niệm phải nghĩ si, phải không? À, chữ Mô á không lo không lắng á, vậy thì mới thanh cao, phải không? Chỉ Đà á thì suy nghĩ á trước sau, và chữ Phật á thì vàng thao lọc lừa. Cho nên á mình niệm tới Đức Phật A Di Đà là mình niệm tới sự thanh tịnh của tâm, mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, hay là mình tu thiền để đinh cho giải thoát, thì tất cả các pháp tu đó đều có duyên với mình. Và mình tu tập, nhớ quý vị á, là làm gì làm đừng có bỏ tu nha. Có tu thì còn tồn tại, không tu á thì là luân hồi sanh tử khổ ải về sau, à, nên ở trong cái bài kệ khai chuông á, ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà, là bài kệ khai chuông. Nhưng mà mình khai chửi luôn á, ái hà là sông mê bể ái nè, thiên xích lãng là khổ lắm, à, khổ hải dạng trùng ba, như sống á dập nó muôn vàng lượng sống vậy đó. Dục thoát luân hồi khổ, người nào khôn niệm trước, người nào không khôn niệm sau, à, nên mình phải niệm A Di Đà Phật để thành lòng thành tâm để hướng về chư Phật chư Bồ Tát. Ai tu thiện được, tu tịnh được, à, sao cũng được, miễn sao giữ tâm thanh tịnh, miễn sao giữ lòng từ bi, à, năm cái giới cấm giữ càng nhiều càng tốt để cho tâm mình được lành thiện, à, lúc này và những phút về sau. Cho nên á là ở trong cuộc sống nó ngắn ngủi lắm, đời là vô thường mà trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng Phật á thì việc gì nó cũng qua. Cho nên á là cái người ai làm gì làm mình âm thầm mình lo tu, á, nhẹ nhàng lo tu, còn ở thế tùy duyên không bỏ thế, nhưng mà giữ tu, à, gọi là tùy duyên mà bất biến. Ở thế tùy duyên gặp nhau, tùy duyên chia tay, nhưng tu làm mãi mãi không có chia tay với đường tu, có nghĩa là bất biến làm có chia tay. Dầu cho chồng bỏ cũng tu, dầu cho chồng thương cũng tu, dầu cho vợ bỏ cũng tu, vợ thương cũng tu, dầu cho lúa chúng cũng tu mà bên năm đó thất mùa cũng tu,
tu không ảnh hưởng tới việc thế gian, việc thế gian tùy duyên, việc tu mới lệ gốc. Nên gọi là tu là cõi phúc, tình là dây quan, có nghe câu đó chưa? Tình là tình ở thế gian đó, ái nhiễm ràng buộc, còn tu là cõi phúc là lọc lừa tâm bình, từ đen ra trắng, từ là phóng dật cho đến thanh tịnh. Nên mình lọc cái tâm của mình nhẹ nhàng thanh thản bằng nhiều phép khác nhau. Cho nên đó là ngày nào cũng nghe pháp đi, từ từ có tuệ tư duy. Ngày nào cũng suy nghĩ suy lường hết đi, có tuệ tư duy. Ngày nào tu tập đi, có cái tuệ tu tập. Rồi từ từ mình quân tập lên, chắc chắn sẽ được thành công. Do đó hôm nay á thì thượng tọa dẫn đoàn đi viếng học viện cũng như là chùa Thanh Tâm các nơi khác, viếng qua chùa Pháp Tạng của mình đây, thì cũng rất là danh dự và rất là hoan hỷ về điều này. Thì sáng nay thì mới dạy 4 tiết của lớp mà A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp đó. Còn chiều nay thì dạy trường Phật học 4 tiết nữa, là 1:30 phải dạy nữa. Còn tối phải dạy 2 tiết ở ngoài lớp học Phú Yên nữa. Cho nên á, là quý vị ghé nơi đây á, tại vì bữa nay thứ bảy cho nên dồn thôi, chứ mấy ngày khác thì không có dồn dạy. Như là quý thầy, như là cái nghiệp vậy đó, mỗi người mỗi nghiệp. Mà nghiệp làm thầy còn đỡ hơn là cái nghiệp đi chơi đi nhậu, đúng không? Nên có cực chút xíu quý thầy không có quán than. Bởi sanh chúng mà đói cơn dạ ngọc, phí sắc phàm ta cũng đau nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Cho nên đó là quý thầy không từ nan tội từ với Đồng Tháp. Quý vị đi chùa vòng vòng ở trên này để cho chi? Cho quý vị gieo duyên với nhà Phật, để cho quý vị là có niềm vui tu hành, để cho là mình đi mình khai mở tâm trí, gieo duyên nhà Phật, để mai mốt là có lỡ mình có đoàn tụ ông bà cũng biết ngõ đi, dần dần. Nên là thay lời cho toàn thể chư tăng của chùa Pháp Tạng, xin thành kính tri ân thượng tọa và chư tôn đức dẫn đoàn đã quan lâm đến chùa Pháp Tạng vào buổi sáng hôm nay, và chúc chư tôn đức và quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý, và sở cầu sở nguyện tùy tâm mà thành tựu. Riêng chư tôn đức thượng tọa chân cứng đá mềm, mà luôn luôn lúc nào cũng là tàn cây bóng mát che chở cho hàng Phật tử cư sĩ tại gia cũng như là hàng xuất gia hậu học, mà luôn luôn lúc nào cũng bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vẫn bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng qua về bờ giác. Nguyện đem tất cả các phước báo và công đức được ngày hôm nay xin hồi hướng cho quý vị Phật tử, gia đình và bạn bè, xuân đa các khánh hạ bảo bình an, thu tống tam tai, đông nghinh bách phúc, luôn luôn lúc nào cũng được sự chở che của 10 phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những cái lời của thượng tọa dẫn đoàn, xin mời toàn thể quý vị Phật tử chúng ta chắp tay tời hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.